Đây là buổi phỏng vấn về kính lọc màu tại Eye Care Optometry ở Fountain Valley với bác sĩ James Trương. Dạ, con chào chú. Chú có thể giới thiệu sơ qua về bản thân của chú và bé làm cái kính lọc màu được không ạ? Dạ, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Ký Hoàng và ba của Benjamin. Benjamin con tôi lúc trước á, thì nó coi tivi, nó cứ để cái tay nó trên mắt rồi nó cứ phải vặt cái mắt ra để nó coi. Dạ. Thì lúc mà tôi nghe đài, tôi lên gặp bác sĩ thì bác sĩ check thì mắt của cháu á, hai cái lòng đỏ lòng đen của cháu á, thì lúc mà bác sĩ thử thì mỗi một cái nó chạy qua một bên. Dạ. Cho nên bác sĩ bảo là cháu bị lây gì ai. Dạ. Trước khi làm cái light therapy này á, thì gia đình mình có lo lắng gì không chú? Thì nói chung là mình cũng lo chứ, tại vì con mình nó, mình thấy nó ngồi nó coi tivi nó đọc chữ, nhiều khi nó nhìn đâu có được đâu. Dạ. Thì mình sợ nó đi học bị thua bạn bè, cho nên mình mới nghe đài, thì ở nhà máy ở Phật Mona nghe đài chạy lên đây đi kiếm văn phòng. Dạ. Dạ thì bé đã đeo cái light therapy này được bao lâu rồi chú hả? Coi như là bé đeo được đúng một năm. Đúng một năm rồi, thì bác hôm nay là được một năm thì nên bác sĩ check lại thì bé được 20/20. Dạ. Và chú có thể cho con biết một vài cái lợi ích của việc đeo cái light therapy này không ạ? Nói chung là đeo cái này thì nó rất là tốt cái mắt của mình nữa. Lúc trước như cháu á, hai cái mắt của cháu nó đâu có đều nhau đâu mà nó coi không có rõ. Yeah. Nhưng mà lúc mà nó, từ hồi mà nó đeo cái kiến này, bác sĩ chỉ cho đeo cái kiến này được một năm thì bây giờ mắt cháu coi như là bác sĩ nói là hoàn toàn được là lại hoàn toàn, không có coi như là như người bình thường. Dạ. Yeah. Bé đeo bao nhiêu cái kính lọc màu chú hả? Đeo tất cả là 3 kiến. Dạ, rồi mỗi kiến là bao nhiêu phút mỗi ngày ạ? Lần đầu tiên thì bác sĩ kêu đeo một ngày 2 lần, buổi sáng với buổi tối. Dạ. Thì một cái thì đeo 8 phút, rồi cái thứ hai thì đeo 18 phút, rồi cái thứ ba đeo lại 8 phút nữa. Dạ. Rồi bây giờ là mình vẫn đeo 2 lần một ngày hay là bác sĩ giảm xuống rồi? Không, lúc mà mình đi check lại thì từ từ cái mắt của cháu nó xuống, thì giờ bác sĩ kêu một ngày đeo một lần thôi, một là buổi sáng hay buổi chiều. Dạ. Nãy chú có nói là chúng mình nghe qua đài là mình biết cái chương trình về cái kính lọc màu này đúng không ạ? Dạ đúng. Dạ, rồi chú có định giới thiệu chương trình này cho những người khác không ạ? Thì tôi thấy cái chương trình này rất là tốt, nếu mà ai có con giống con tôi thì nên tới đây mà làm, thì cháu nó thứ nhất là nó coi nó được rõ, thì nó đi học nó không bị thua người ta. Chứ còn nếu mà như mắt nó mờ đi học thì nó cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Dạ. Trước khi con kết thúc thì chú có muốn nói điều gì với bác sĩ James Chu không ạ? Dạ thì cũng cảm ơn bác sĩ, cũng có nhiều kiến thức, và bác sĩ đã làm cho con của chú cái mắt coi như là giờ nó tốt lại, thì rất là cảm ơn bác sĩ. Dạ, dạ con cảm ơn chú.